Mai Thiên Vân, người tình sân khấu của Quang Lê trong làng nhạc Bolero giờ ra sao? Mai Thiên Vân may mắn sở hữu năng khiếu hát hay từ nhỏ. Năm 13 tuổi đạt giải thi hát ở cuộc thi cấp huyện, đam mê ca hát. Nữ ca sĩ chăm chỉ tham gia các cuộc thi và luôn tạo ấn tượng tốt với khán giả và giám khảo, nhưng đáng tiếc là chưa đủ để đưa cô trở thành ngôi sao. Cô kể, năm 2002, tôi đi thi tiếng hát truyền hình đạt giải 4, thi tiếng hát phát thanh của đài đạt giải nhất và tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi khác. Sau này tôi gặp lại nhiều anh chị em nghệ sĩ, ai cũng nói đã coi và biết tôi. Chị Minh Tuyết cũng kể lại, ngày đó chị Cẩm Ly và ba cùng theo dõi và chấm tôi nữa. Mà đậu thì đậu vậy thôi, chứ không có người đỡ đầu phía sau cũng như không. Sau khi học xong 4 năm sư phạm ngành âm nhạc, Mai Thiên Vân ra trường đi dạy, ai mời hát thì cô đi hát và còn đi thu âm. Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân là người hát nhạc phim Hương Phù Sa, bài Sóng Tình nhưng không được nhiều người biết đến, trái ngược với sự nổi tiếng rầm rộ của Tăng Thanh Hà và Kim Hiền. Ngày mới đi hát, Mai Thiên Vân còn nhút nhát, chưa chào chuốt về ngoại hình và cách diễn. Sau này được ca sĩ Quang Lê định hướng dần dần, cô trở nên tiến bộ, hoàn thiện hình ảnh mỹ miều hơn trong mắt khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ, nói đi nói lại, tôi vẫn mang ơn anh Quang Lê. Nên sau này dù ổng hay chọc ghẹo điều này điều kia, nhưng khi nhớ tới chuyện đó thì tôi bỏ qua. Tính anh Lê hay thích phá, thích chọc cho người ta giận. Dù thân thiết nhưng tôi hay bị anh Quang Lê bán đứng lắm. Đôi khi mình tâm sự hay giỡn gì đó, có khi vui miệng là anh Lê đi kể cho người khác nghe. Chính sự ăn ý với Quang Lê nên cô bị khán giả đồn là bạn gái nam ca sĩ. Mai Thiên Vân cũng thừa nhận khán giả vẫn lầm tưởng về mối quan hệ của cả hai. Nhưng cô khẳng định họ thân thiết nhưng rất trong sáng. Khi được hỏi về phản ứng của chồng trước tin đồn liên quan tới Quang Lê, nữ ca sĩ tiết lộ chồng cô rất tin tưởng và không bao giờ ghen. Chúng tôi thân thiết với nhau, cả anh Quang Lê cũng chơi chung với ông xã nên anh ấy tới nhà chơi là bình thường. Chồng tôi chẳng bao giờ khó chịu vì anh ấy quá hiểu sự thân thiết này. May mắn là người trong cuộc hiểu nên mọi thứ đều vui vẻ, Mai Thiên Vân cho hay. Về đời tư, hiện tại Mai Thiên Vân đang sống cùng chồng và con gái 3 tuổi. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc con, nhưng cũng chưa bao giờ ngừng đam mê nghệ thuật. Với ca sĩ Mai Thiên Vân, cuộc sống hiện tại đã đủ khiến cô mãn nguyện. Tôi quá vô tư và sống đơn giản, cũng không mong cầu gì hơn. Tôi có một gia đình êm ấm, vẫn còn được khán giả yêu thương, đó là hạnh phúc rồi. Ước nguyện của tôi là thu những bài hát ngày xưa, những bài thánh ca để giữ tiếng hát của mình. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.